Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước. Các ngân hàng của Việt Nam không đồng tình với đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's. Viện Kiểm sát đề nghị mức án trong vụ AVG Mobile Phone, trong đó bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với nhan đề 75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Điểm lại những mốc son trong suốt 75 năm qua, từ những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến, đến ngày nay bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, suốt 75 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quân đội là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cán bộ chiến sĩ tu dưỡng rèn luyện bản chất cách mạng truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phi chính trị hóa quân đội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, trong diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội. Chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Liên bang Nga, Singapore và Thái Lan đang thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm trọng thể của lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội của các nước tham dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây thể hiện sự coi trọng, tình cảm tốt đẹp của các nước và quân đội các nước đối với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tin cậy, hiểu biết giữa quân đội các nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam chú trọng phát triển, tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau vì mục tiêu cao nhất là hòa bình, độc lập và phát triển. Việt Nam cũng nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề tồn tại, bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, và Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội các nước, Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar nhấn mạnh, mỗi quốc gia Đông Nam Á đều có lịch sử chống ngoại xâm. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar khẳng định, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng được tôn vinh và ngưỡng mộ, không chỉ vì những chiến công trong lịch sử, mà ngày nay nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, bất chấp tình hình không ổn định của kinh tế thế giới. Cảm ơn lãnh đạo quân đội các nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Nga, Trung Quốc cùng với Lào, Campuchia và các nước ASEAN đã giúp đỡ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sáng ngày 20 tháng 12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chan Sa Mòn Chan Nha Lạt cho rằng các cơ quan đơn vị đã phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung hợp tác trong nghị định thư và kế hoạch hợp tác hàng năm.
hai bộ trưởng đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch hợp tác năm 2020. Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tia Banh, hai bộ trưởng thống nhất thời gian tới, hai bên sẽ nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu, nhất là giữa các quân khu, lực lượng biên phòng, các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên. Hai bộ trưởng đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa hai bộ quốc phòng. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vào chiều ngày 20 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc với tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tại thành phố Hải Phòng. Với gần 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Hải quân đã ngày càng lớn mạnh về mọi mặt với những chiến thắng của lực lượng đặc công Hải quân trên chiến trường, sông, biển. Những chiến công của những con tàu không số đã làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Đặc biệt, lực lượng Hải quân đã dũng cảm đối mặt với những hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của đất nước trên các vùng biển đảo, làm tốt công tác bảo vệ ngư dân. Khẳng định Hải quân Nhân dân Việt Nam là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân cần tiếp tục làm tốt công tác dự báo, tham mưu, kiên quyết, kiên trì, xử lý linh hoạt các tình huống từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Quân chủng Hải quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, tạo thành thế trận phòng thủ, liên hoàn, bờ, biển, đảo. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ ngư dân, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Cũng tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, qua hệ thống cầu truyền hình trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội đã giao nhiệm vụ, gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới cán bộ chiến sĩ đóng quân tại đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn và người dân tại huyện đảo Trường Sa. Cũng trong chiều nay, thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích của Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Quân khu 3 nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn trên cơ sở thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự, kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh. Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2019 và năm mới 2020, sáng ngày 20 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chủ tịch Quốc hội cho rằng những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực trong năm 2019 có sự đóng góp thiết thực của đồng bào Công giáo trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định các cấp chính quyền cũng ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài. Nhiều giáo phận, giáo xứ, dòng tu Công giáo đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đang có những tiến triển tích cực. Việt Nam đã đồng ý chủ trương để Tòa Thánh cử đặc phái viên thường trú tại Việt Nam. Một lễ hội Giáng sinh sớm dành cho trẻ em khuyết tật của trường chuyên biệt Bình Minh đã diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 12. Trường chuyên biệt Bình Minh ở Đông Anh, Hà Nội là nơi học tập của hơn 100 học sinh với nhiều dạng tật khác nhau. Đây là dịp để các em được tận hưởng không khí vui tươi ấm áp, được giao lưu trò chuyện và cùng nhau xóa bỏ rào cản với các bạn không khuyết tật. Lần đầu tiên Nguyễn Thị Trà My được đón một lễ hội Giáng sinh và được tham gia biểu diễn văn nghệ tại một trường học khác. Năm nay đã 14 tuổi, nhưng vì bị khuyết tật trí tuệ nên My chỉ mới học lớp 3. Em rất vui vì hôm nay được biểu diễn giao lưu với các bạn không khuyết tật. Con chuẩn bị tiết mục gần 3 tuần rồi ạ. Tiết mục 7 chú lùn vui vẻ ạ. Với học sinh khuyết tật nói riêng thì các con thường lâu nhớ và chóng quên. Đặc biệt với học sinh khiếm thính thì cái sức nghe của các con rất kém, phải hỗ trợ bằng máy trợ thính.
Thế nhưng mà đa phần thì các con rất là nhanh nhạy và cũng bắt chước để các cô phải luyện tập cho các con hàng ngày. Hơn 20 học sinh khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khiếm thính của trường Bình Minh đã biểu diễn giao lưu với các bạn học sinh trường Mầm Non Mây. Các em đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc như múa, biểu diễn rối tay, hát ngôn ngữ ký hiệu. Hôm nay con tham gia biểu diễn tiết mục cô giáo em là hoa eban. Con múa theo sự hướng dẫn của cô giáo ở dưới. Giáng sinh năm nay con ước mơ có nhiều quà của ông già Noel. Với học sinh chuyên biệt chúng tôi thì không có cơ hội để được đi biểu diễn các kỳ cuộc, các hoạt động trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên các con được trải nghiệm đến một cái trường, ngôi trường được hòa nhập cùng các bạn bình thường, cùng trang lứa để biểu diễn những cái tiết mục văn nghệ, đem đến cái không khí giao lưu vui vẻ. Chúng tôi năm nay với ý nghĩa của chương trình là chúng tôi nhằm đem lại một cái môi trường không rào cản, những cái hoạt động rất có ý nghĩa để kết nối giữa những trẻ em khuyết tật và những trẻ không khuyết tật, để tạo cho các con có một cái niềm vui Giáng sinh và các con sẽ được hòa nhập cùng với nhau. Sự xuất hiện của ông già Noel cùng nàng công chúa Disney đã mang lại không khí Giáng sinh tưng bừng. Được nhận những món quà nhỏ từ ông già Noel, được thể hiện mình trên sân khấu. Một lễ hội Giáng sinh sớm đầy ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, giúp các em có thêm động lực để phấn đấu trong học tập và hòa nhập. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, sáng ngày 20 tháng 12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các bộ ngành đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược, đóng góp quan trọng vào việc phát triển công nghiệp và kinh tế của đất nước, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự bứt phá trong một số ngành như hỗ trợ sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử, năng suất chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ ngành phải chủ động chia sẻ thông tin với phía Nhật trong thực hiện chiến lược, mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục kêu gọi nhiều hơn nữa sự tham gia từ các cơ quan doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện chiến lược đã lựa chọn 6 ngành công nghiệp là chế biến nông thủy sản, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng, đóng tàu máy nông nghiệp để tập trung ưu tiên phát triển. Cũng trong ngày 20 tháng 12, tiếp giám đốc khu vực Đông Á-Thái Bình Dương phụ trách cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Thế giới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn, tư vấn kỹ thuật và xây dựng khung cơ chế chính sách để bảo đảm khả năng cung ứng năng lượng đầy đủ, bền vững của Việt Nam. Sự thiếu phối hợp của các bộ ngành trong điều hành trả nợ nước ngoài đã lập tức gây ra các hệ lụy cho nền kinh tế khi mà ngày 20 tháng 12, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã điều chỉnh đánh giá triển vọng của 18 ngân hàng thương mại Việt Nam từ mức tích cực xuống tiêu cực. Việc điều chỉnh này hoàn toàn không dựa trên sức khỏe tài chính của chính các ngân hàng, mà đơn thuần là do chịu ảnh hưởng từ hạ triển vọng tín nhiệm quốc gia. Tuy hạ đánh giá triển vọng của các ngân hàng, nhưng tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's vẫn khẳng định sức khỏe của các ngân hàng Việt Nam không hề yếu đi. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế rất hiếm khi xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp vượt trần tín nhiệm quốc gia. Do vậy, việc hạ triển vọng của các ngân hàng Việt Nam thực chất là do ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài hoạt động của chính họ. Thực ra thì hệ thống ngân hàng Việt Nam chúng ta đã và đang hoạt động vận hành rất là tốt và đang có nhiều cái cải thiện về cả quản trị rủi ro cũng như năng lực tài chính và nhiều cái chỉ số khác. Nợ xấu giảm, lợi nhuận đạt khá, nộp ngân sách vượt kế hoạch là những minh chứng cụ thể cho sức khỏe của nhiều ngân hàng hiện nay. Trong suốt cả một thời gian 5-6 năm gần đây, thì với cái điều kiện hết sức thuận lợi của kinh tế vĩ mô cùng với nỗ lực của hệ thống ngân hàng Agribank, thì hoạt động của Agribank đã có những bước tăng trưởng hết sức tích cực. Cụ thể là vấn đề xử lý nợ xấu đã được cơ bản xử lý xong. 3 năm liên tiếp, Agribank đã nằm trong nhóm những doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước. Những cái cải cách trong quản lý ngân hàng cũng như điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mang lại những kết quả rất tích cực. Trước hết là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô. Còn đối với bản thân hệ thống ngân hàng thì nó tạo ra cái sự phát triển bền vững và đã vượt qua được những cái giai đoạn nó có tính chất khó khăn.
Và Vietinbank thì cũng đang triển khai rất là tích cực, chủ động các cái chương trình cấu trúc lại một cách toàn diện tổ chức và hoạt động của hệ thống. Bị hạ tín nhiệm bởi những điều chưa xác đáng sẽ khiến chi phí đi vay nước ngoài của các ngân hàng trong nước sẽ cao hơn. Và điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì và giảm mặt bằng lãi suất của cả hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của bản tin, Viện Kiểm sát đề nghị mức án trong vụ AVG Mobile Phone. Nguy cơ già hóa các đoàn nghệ thuật truyền thống khi bước vào hoạt động tự chủ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng ngày 20 tháng 12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG đã bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Bắc Son chịu mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Còn về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hiệu quả nghiêm trọng, cơ quan này đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bản luận tội của Viện Kiểm sát nêu rõ, trong dự án để Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG, bị cáo Nguyễn Bắc Son giữ vai trò đứng đầu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình thực hiện. Đến nay, số tiền 3 triệu đô la Mỹ mà bị cáo nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ vẫn chưa được nộp lại. Viện Kiểm sát nhận định mặc dù bị cáo Nguyễn Bắc Son đã có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, được nhà nước ghi nhận và tặng thưởng huân huy chương, nhưng chừng đó là chưa đủ để bị cáo được thưởng hoàn hồng. Sau 4 tháng phát động và tổ chức vòng loại, chung kết cuộc thi công nghệ trí tuệ Canon Chiatech 2019 đã được tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Canon Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là sân chơi dành cho đối tượng là sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng ở khu vực phía Bắc, với mục đích là nâng cao kỹ năng của sinh viên trong việc nghiên cứu, sáng tạo, chế tạo những sản phẩm tự động gắn với thực tiễn với chi phí tiết kiệm. Vượt qua 18 đội tuyển khác tham gia vòng chung kết, đội SRCH đã giành giải nhất cuộc thi công nghệ trí tuệ Canon Chiatech 2019. Để xử lý được đề bài là chế tạo thiết bị đóng gói phụ kiện tự động, đội đã sử dụng cơ chế tạo dòng khí đối lưu của máy sấy tóc để gắp, đẩy sản phẩm. Như hút chân không hay là tất cả mọi thứ, thì đôi khi mà hai tờ giấy quá mỏng, dính tĩnh điện thì hai tờ giấy khi hút một tờ sẽ hút cả tờ theo lên và sẽ thành hai tờ. Tuy nhiên thì với dòng khí đối lưu của anh em, nó sẽ tạo ra một cơ chế rung dòng khí xoay cuộn trong ống nhựa và tạo ra một cơ chế rung lên tờ giấy. Và đồng thời như thế tác dụng ngược lại tờ giấy bên dưới và tờ giấy bên dưới sẽ không thể lên cùng tờ giấy bên trên được nữa. Từ Chiatech trong tên của cuộc thi đã thể hiện đầy đủ những yêu cầu của ban tổ chức cho các đội thi sinh viên. Chia trong tiếng Nhật là trí tuệ và tech, viết tắt của technology trong tiếng Anh là công nghệ. Chiatech được dùng để nói đến việc vận dụng trí tuệ và công nghệ để tạo ra những thiết bị mang tính chất đổi mới, đột phá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất với chi phí tiết kiệm. Em sử dụng là không sử dụng các cơ cấu điện lập trình và chúng em sử dụng cơ cấu hoàn toàn là về cơ khí. Trong quá trình học tập cứu thì chúng em tìm hiểu thêm về Chiatech là để đầu tư ứng dụng các cơ cấu cơ khí là chính. Nhiều bạn sinh viên đã sử dụng những ý tưởng, kỹ thuật khá ấn tượng mà chính những kỹ sư của Canon vẫn chưa nghĩ đến. Trong Canon, nếu chúng ta tiêu nhiều tiền để đầu tư vào máy móc thì rất đơn giản. Nhưng làm sao sử dụng trí tuệ để tạo ra thiết bị tiết kiệm là mục tiêu mà Chiatech hướng tới. Trong suốt 4 tháng diễn ra, cuộc thi công nghệ trí tuệ Canon Chiatech 2019 đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bạn sinh viên kỹ thuật yêu thích sáng tạo, chế tạo. Tham gia cuộc thi, các bạn sinh viên không chỉ có cơ hội giành giải thưởng có giá trị, mà hơn hết, các bạn còn có cơ hội giao lưu với các kỹ sư, chuyên gia giỏi. Hướng dẫn của các kỹ sư Canon trong trường hợp này thì là những người mà có rất nhiều kinh nghiệm trong sản xuất ấy, thì các bạn ấy sẽ biến những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của bạn ấy ở trong giảng đường, ở trong phòng thí nghiệm và trong dây chuyền sản xuất. Dự kiến sau năm nay, cuộc thi công nghệ trí tuệ Canon Chiatech sẽ trở thành một sự kiện thường niên về công nghệ dành cho sinh viên kỹ thuật, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao,
phục vụ cho sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như sự phát triển chung của Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ năm 2015 đến nay, các đoàn nghệ thuật truyền thống bắt đầu bước vào lộ trình tự chủ hoạt động. Ngoài việc giảm biên chế thì các nhà hát còn không được cấp ngân sách để ký hợp đồng lao động mới. Gần 5 năm qua, quyết định này chẳng khác nào cánh cửa chặn lại nguồn lực trẻ đến với các nhà hát truyền thống đang ngày càng khó khăn trong cơ chế thị trường. Nguy cơ già hóa, thất truyền, mai một của nghệ thuật truyền thống dân tộc trở nên hiện hữu rõ ràng nếu không có những điều chỉnh kịp thời. Các nghệ sĩ trẻ này được Nhà hát Tuồng Việt Nam cất công tìm kiếm rồi đãi ngộ, đào tạo 4 năm, mới tốt nghiệp tháng 6 vừa qua. Tất cả mới chỉ 18 đôi mươi, vừa hào hứng ra với sân khấu thì đối mặt với quy định mới. Đó là không được ký hợp đồng dài hạn, chỉ được ký hợp đồng vụ việc bằng nguồn thu ngoài ngân sách. Cố gắng hết sức, co kéo các nguồn, nhà hát chỉ trả được cho các em hơn 2 triệu đồng một tháng. Không đủ sức trụ lại với nghề. Mới tốt nghiệp 3 tháng thì khóa học 36 em đã có tới 9 em chuyển việc khác. Không ký hợp đồng chuyên môn nữa ấy, nó rất là khó cho bọn em. Đi diễn buổi nào thì được tiền buổi đấy, thì ví dụ diễn Tuồng của bọn em bây giờ một vai chính ra toát mồ hôi mà gào thét ở trên sân khấu cũng được có 200.000. Nguồn thu của đơn vị rất là ít nhưng cũng không phải là ổn định. Thế chính vì vậy cho nên chúng tôi chỉ cố gắng được trong cái khoảng thời gian có thể nhưng mà không thể kéo dài được. Nhà hát Cải Lương Việt Nam 3 năm nay còn không thể tuyển mới, dù năm nào cũng có các sinh viên giỏi tốt nghiệp. Những diễn viên trong biên chế thì ngày một lớn tuổi, khó lòng tạo được sức hút sân khấu. Biết là vậy, nhưng cải lương ngày càng ít đất diễn, nguồn thu không có, lấy gì để chi trả cho diễn viên trẻ nếu nhà nước không hỗ trợ. Đến ngoài 40 tuổi mà lại đóng đào với kép, đóng những cái nhân vật trẻ trung thì là không ổn nữa rồi. Có nghĩa là sân khấu sẽ già đi, cằn cỗi và mất đi sự hấp dẫn của nó. Chúng ta muốn họ phải bảo vệ, gìn giữ và phát triển những cái tinh hoa truyền thống đấy. Tôi cứ ví dụ đơn giản là chúng ta có một bình cá cảnh rất nhỏ ở đây. Chúng ta muốn có những con cá đặc trưng để chúng ta chiêm ngưỡng nó, để trưng bày nó thì đương nhiên nó phải được trong một cái lồng kính rất gọn, và mình không thể bắt con cá ấy tự chủ trong cái lồng kính mà hàng ngày ta vẫn muốn ngắm nó. Đó là điều vô lý. 5 năm trước, chính nhà nước triển khai đề án miễn giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên theo học sân khấu truyền thống. Nay, trồng cây đến ngày hái quả, thì chính sách chi trả lương lại chặn cánh cửa cống hiến của họ. Nhà nước lãng phí nguồn đầu tư, nghệ sĩ lãng phí thời gian tuổi trẻ. Còn những mất mát lâu dài của nghệ thuật truyền thống thật khó mà đo đếm hết được. Bãi cọc cao quỳ trên sông Bạch Đằng vừa được phát hiện tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là minh chứng được cho là trận địa mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dùng để cản bước quân xâm lược Nguyên Mông. Việc phát lộ bãi cọc này còn có thể thay đổi cái nhìn lịch sử trước nay về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Vào chiều ngày 20 tháng 12, các nhà khoa học lịch sử, khảo cổ địa chất đầu ngành đã có cuộc khảo sát thực địa di tích này, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, các nhà khảo cổ đã khai quật 3 hố, phát hiện 27 cọc gỗ, đường kính khoảng 26, rộng nhất là tầm 50cm, dài nhất là 2m7, với niên đại được xác định vào khoảng thế kỷ thứ 13. Hố 1 này là phát hiện nhiều cọc gỗ nhất và có thể các cọc gỗ này đã được bố trí thành thế trận trong trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3 dưới sự chỉ huy quân sự của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Bãi cọc được dựng với mục đích ngăn quân Nguyên Mông không đi vào khu vực sông Giá mà buộc phải di chuyển qua sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng và rơi vào trận địa cọc được bố trí sẵn, nhờ đó mà nhấn chìm quân địch dưới lòng sông, chấm dứt ý đồ xâm lăng Đại Việt. Người dân cũng cung cấp thêm thông tin phát hiện hàng chục cọc gỗ khi canh tác trên địa bàn trong hơn 30 năm qua. Viện Khảo Cổ cùng Bảo tàng Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng khảo sát, nghiên cứu cụm các di tích liên quan, làm rõ thêm nhiều dữ liệu lịch sử quan trọng. Phát hiện bãi cọc Cao Quỳ lần này tại Thủy Nguyên, Hải Phòng mang đến thêm một minh chứng về tầm vóc của một nhân vật lịch sử lừng lẫy với nghệ thuật quân sự tài tình Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cũng như đóng góp, bổ sung và phát huy giá trị, kết nối các điểm di tích, hoàn thiện cái nhìn hôm nay về lịch sử với những trận chiến oai hùng chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng huyền thoại. Báo cáo khai quật khảo cổ học di tích bãi cọc Cao Quỳ sẽ chính thức được thông tin vào hội nghị khoa học sáng mai do thành phố Hải Phòng tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành về lịch sử, khảo cổ, địa chất. Những đánh giá, đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vtv.vn hoặc là kênh YouTube VTV4 Go, ứng dụng di động VTV Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.